Em phải nhân viên vận chuyển của shipper của Grab không? Em chạy ngoài đúng không? Là không phải là em trong cái công ty được phép vận chuyển trong cái thời gian này nha, đúng không? Mà em mượn nguyên bộ đồ Grab để em quay chốt em như vậy, mà em qua đây để làm việc. Nam thanh niên này vừa bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 3 lập biên bản vì ra ngoài không lý do chính đáng. Đáng chú ý, dù anh đội nón bảo hiểm, áo đồng phục của Grab nhưng không phải là đối tác của Grab. Anh cho biết từ Bắc Giang vào thành phố Hồ Chí Minh bán hàng cho một cửa hàng quần áo, nhưng dịch ập đến, cửa hàng nghỉ nên anh chuyển sang làm shipper tự do, chuyển hàng từ chợ đến tận nhà theo yêu cầu của tiểu thương để kiếm tiền trang trải. Bộ áo đồng phục và nón Grab cũng là anh vừa mới mua, nhưng cũng vì bộ đồng phục quá mới nên cảnh sát giao thông đã nhanh chóng nhận ra. Thông báo với em ra đường trong trường hợp này là trường hợp không cần thiết. À, theo chỉ thị 16 và đặc biệt là chỉ thị 12 là tăng cường thực hiện chỉ thị 16. Tất cả đều phải ở nhà, ra đường trong trường hợp mua lương thực thực phẩm. Và thứ hai đó là cấp 4 ha. Em thực hiện không có ra đường. À, chưa phải là mình ủng đồ. Grab mà em không phải là nhân viên Grab nữa. Tại thời điểm kiểm tra, anh cũng không xuất trình được cả vẹt xe, nhưng nhìn anh luống cuống, cảnh sát giao thông chỉ nhắc nhở về giấy tờ, ngoài ra vì ra đường không có lý do chính đáng. Từ khi có chỉ thị 12 của Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và văn bản số 2468 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cụ thể về các trường hợp cần thiết được ra đường, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng mạnh tay xử phạt để tăng cường phòng chống dịch. Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2021, dù là ngày cuối tuần, nhưng đường phố chỉ khá vắng từ 6 đến 8 giờ, đến khoảng 9 giờ sáng, xe cộ lại tương đối đông đúc trở lại. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 3 sau khi tuần tra lưu động đã lập chốt kiểm soát ngay đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn gần ngã tư giao Lý Chính Thắng. Để tăng cường kiểm soát, xử lý các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, cảnh sát giao thông trật tự kiểm tra giấy tờ của tất cả những người qua chốt kiểm soát. Khác với trước đó, shipper được tạo điều kiện đi thoải mái, thì nay shipper đi qua chốt phải có đơn tại quận 3 mới được lưu thông, nếu không sẽ được mời quay đầu. Còn đây là trường hợp lái xe ô tô cho biết đang chở sếp từ Tây Ninh xuống quận 7 công tác. Người này chỉ xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính nên đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản phạt ra ngoài không có lý do cần thiết. Nay lên đó, là chở ship đi về ở dưới quận 7 đó, đi công tác. Anh tài xế xe xe công ty xuất tính nước ngoài mà ship vẫn là người nước ngoài luôn. Người nước ngoài, nhưng mà anh thì anh trước khi đi là anh đã xét nghiệm là xét nghiệm COVID là chứng tỏ âm tính đó. Rồi giờ ra gặp cái trường hợp này rồi hỏi em chứ bây giờ tài xế của công ty thì bây giờ là xếp lệnh đi thì anh chỉ biết đi chứ bây giờ ra gặp trường hợp này rồi anh biết làm sao bây giờ đây. Công ty của anh là hoạt động bên lĩnh vực làm trang sức phụ nữ bên nữ trang á, làm vàng á, hiểu không? Mà công ty Hàn Quốc, công ty nước ngoài. Bây giờ em làm anh thì anh lên trình bày với giám đốc công ty của anh ha, thì ở chỗ người ta sẽ giải quyết cho anh ha. Còn hiện tại là anh đây, ở đây là em làm việc với anh thôi. Còn giờ thì anh trình bày lại với công ty như thế nào đó của anh ha. Làm việc với cảnh sát giao thông, tài xế này thở dài, cho rằng bản thân rất khó xử khi sếp điều động đi công tác, bắt buộc phải đi chứ không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu từ chối, ông có thể không còn việc làm sau dịch bệnh. Công ty nó phải nắm được cái vấn đề đó, còn anh tài xế, anh làm sao anh nắm được cái vấn đề đó? Đó là công ty nó nắm cái vấn đề đó, nó sắp lịch cho mình đi thì nó phải nắm được vấn đề đó. Còn bây giờ, ví dụ như bây giờ vi phạm, thì công ty phải chịu trách nhiệm cho anh. Công ty phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề cái mức vi phạm, thì giám đốc đang ngồi xe đây. Mà khổ cái nó cái này thì anh về anh phải báo cáo lại cho bên nhân sự. Tương tự, một nam thanh niên khác đi ô tô qua chốt kiểm soát cũng trình được giấy đi đường của một công ty vận chuyển cấp. Anh cho hay anh là tài xế của công ty may mặc giày da đang trên đường đi đón chuyên gia ra sân bay theo yêu cầu của công ty. Em công việc thôi, nên em buộc công ty điều em đi, em phải đi. Nhưng mà chỉ thị 16 thì gia đình thì buộc mấy anh giao thông mà bác thì thấy nhận được, thấy chịu được. Hôm nay em đi đón khách đi ra sân bay, khách chuyên gia đi sân bay. Có vé này nọ đầy đủ cả mà các anh nói là công ty nó không có mã QR thực hiện ba tại chỗ á, thì mình không được đi. Thì công ty thì cũng
phải chịu, công ty phải chịu lại cho mình, không phải lo gì này. Thì cũng công nhân cả làm cũng vất vả nên công ty điều mình đi thì mình phải đi. Có nghĩa là có giấy công tác đi làm, nên người kêu tài xế đi chở khách đi xong thì về thôi. Tài xế này cũng bị cảnh sát giao thông lập biên bản phạt 2 triệu vì ra đường không cần thiết. Từ ngày 9 tháng 7 đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 3 đã lập biên bản 73 trường hợp vì ra đường không có lý do chính đáng, mỗi trường hợp bị phạt 2 triệu đồng. Ngoài các chốt kiểm soát trên đường, cảnh sát giao thông cũng tuần tra lưu động, kiểm tra ngẫu nhiên và kiên quyết mạnh tay xử phạt các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.